Mày hơi hơi lệch rồi. Đi kêu thuê anh bục dưới trước này. Nhưng mà con diều này nghe vẻ lắp sáo này là hơi bé đúng không? Đúng, con kia phải lắp bộ đen này mới là chuẩn này. Con vàng này phải chuyển sang bộ đỏ kia mới là chuẩn kìa. Nhà lắp bộ này là hơi bé. Con diều bẹ này hôm nay là test lần đầu tiên đấy. Khả năng cao nó cũng lên thôi. Không lên nữa thì thôi. Không lên đốt diều phải. Mà nhìn con này áo đẹp thật. Wow. Kết quả áo thật. Con này mà lên giờ ấy, nhìn cái mắt nó nhìn nó nổi. Hôm nay gió to này mà. Ấy ui. Đã nhìn mắt nó nổi vãi. Nhìn từ xa nhìn ở ngoài ánh sáng nó vào nó lọt qua ấy. Nhìn lại mắt quỷ vãi. Nhìn ở trên bướm cây nhà ngã được không? Hơi lé. Ê, kìa. Úi giời. Xuống rồi. Gió à? Do gió hay do lèo? Đâm đổ cây chuối thế nào? Đổ cây chuối á? Đâu không phải. Chuối. Đổ làm sao rồi? Mẹ chuối nó đổ từ trước bây giờ đi. Chết sợ. Nghĩa là nó vẫn đổ cái chuối. Đổ làm sao? Vì vừa dặn lại. Mẹ đổ được cái chuối này. Kéo dây đi. Cầm cho em á. Ở đây đây. Để em hơn. Nào, dơ cao lên không nào. Ấy, cẩn thận mắc đầu kia. Cao quá. Rồi, nào. Cẩn thận nha, dơ cao này. Rồi. Đấy. Ngồi đậm lại thôi. Lùi lùi bên này cho đỡ vướng. Đấy, bên này cho đỡ vướng. Rồi, ok rồi. Phát lay không lên nữa thì thôi. Ôi xuống rồi, Cẩn thận. Ôi mày. Không sao. Ai lên mẹ ăn lên đê cùng ơi. Chỗ này chỉ cần gió to tí nữa là lên. Bây giờ phải xuống phát thứ... Phát này là phát thứ tư đấy, đúng không? Phát thứ tư đấy. Bẹn này là dễ lên lắm ấy. Nhưng mà may gió máy là nghe nó hơi không đều lắm. Gió trên nó không đều. Sao đảo đấy? Con này nó thấy... Gừng. Này là lên rồi. Bơm cái buộc mẹ đi. Kêu kinh nhè. Con này kêu to đấy. Được. Thả ra đi Tùng ơi. Thả dân nhé. Ủa bởi sai thế. Bởi sai nhờ. Bởi sai thế. Bởi này bởi diễn hay sao đúng không? Eo dụng nhiều này, phí không này? Bao bởi dụng này. Diều sáo, diều sang cá, quả cáo bưởi. Sang cả cáo bưởi, bưởi diễn đấy. À, dưới này không có gì ngoài bưởi đâu. Thôi thế này thôi, bơm này thôi. Chốt tầm này thôi. Kéo đi. Ok, đẻ đi. Ok, xong một con nhá. Đẻ lắm. Hey. Ok, giờ tiếp tục con diều đỏ nhé các bạn nhá. Con này chắc là lên luôn rồi. Con này lên luôn cho một nốt nhạc rồi. Chuẩn bị từ từ chưa? Đây. Rồi.
thế. Gió hơi kém. Ừ, gió kém. Nhưng mà con này sáo nặng hơn con kia, nên là khả năng cao là nó sẽ bị cấy hơn. Liệu nó có vào đánh nhau không? Đấy, hai con đấy các bạn. Con đỏ cái gì nó lên nhiều rồi nên là phát lên luôn. Còn cái con bẹn kia thì chắc là mới. Thôi sáng nay thả hai con này thôi, nghe chơi chơi được các bạn ạ. Mở sáng không có không nghe tiếng sáo, nghe nó hơi buồn. Chốt hai con này vào thôi. Ở video này của mình tạm dừng thôi nhé các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.